biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ít được gần mẹ từ khi có em, con trai Lê Phương tâm sự khiến mẹ xúc động nghẹn ngào. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Cà Pháo, con trai riêng của nữ diễn viên Lê Phương, đã suy nghĩ rất chín chắn, không ganh tị với em gái mới chào đời. Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017, trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ cả nước. Từ khi tái hôn, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ, sống ngập tràn trong hạnh phúc, được chồng trẻ yêu thương, chiều chuộng. Không chỉ vậy, ca sĩ Trung Kiên hết lòng yêu thương và dạy dỗ con trai riêng của vợ. Vì vậy mà bé Cà Pháo cuốn quýt ba dượng không rời, còn gọi anh tiếng ba thiêng liêng. Cuối tháng 8 vừa qua, cặp đôi hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời. Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ thay đổi không ít. Cặp đôi tập trung nhiều thời gian và tâm huyết chăm sóc con gái cưng. Về phía Cà Pháo, từ ngày có em, cậu nhóc cũng trưởng thành hơn. Con trai Lê Phương rất hiểu chuyện, biết thông cảm dù ba mẹ san sẻ tình cảm và thời gian cho em gái. Cuộc sống ngập tràn màu hồng của Lê Phương sau khi tái hôn. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Kiên và con riêng của vợ gây xúc động. Mới đây, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cực tình cảm của hai cha con, kèm dòng tâm sự viết về con trai đầu lòng. Dù mới 7 tuổi nhưng cậu bé đã ra dáng anh cả và biết thông cảm cho mẹ, dù không thể bên cạnh thường xuyên, Lê Phương xúc động kể lại. Mẹ, con cho mẹ xin em là đúng luôn, vui lắm luôn mà làm bộ hỏi tại sao, em dễ thương quá mà, dù mẹ không có bên mình chút chút thôi nhưng cũng không sao vì em mà. Chắc em bông nghe được nên thả tim cho anh hai Pháo nè. Hiện Cà Pháo đang sống tại Trà Vinh cùng ông bà ngoại. Cậu bé thường xuyên lên Sài Gòn thăm em gái và mẹ. Bài viết của bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người khen ngợi sự dễ thương của bé Cà Pháo, chúc mừng Lê Phương khéo sinh con ngoan và hiểu chuyện.